Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú và các bạn. Rồi chiều nay mình làm bánh ướt tôm cháy á, cho cả nhà ăn tối, cho nên là ở đây mình có mình làm từ bột bánh cuốn nha. Mình cho cả nhà xem, đây là bột bánh cuốn và đây là tôm khô. Và bây giờ mình sẽ cho nước sôi vô, mình ngâm tôm khô cho nó mềm á. Bây giờ mình phải ngâm như vậy ha, mình lấy dĩa mình đậy lại để cho nó nhanh mềm, rồi sau đó mình mới xay ra. Mình đậy lại như vậy cho nó mau mềm ha. Giờ mình pha bột nha cả nhà nha. Cho bột vô thau, rồi mình cho nước vô để mình quậy, mình ngâm bột cho nó nở. 1200 ml nước, nước ấm nha cả nhà. Mình lấy chai sữa em bé mình đông đây. Giờ mình cho chút xíu muối. Đều lên. Nước là mình cho 1200 ml ha, mình đông bằng cái bình sữa của em bé đó. 1200 ml nước ấm cho một gói bột Vĩnh Thuận ha, gói bột bánh cuốn với muối. Mình không có cho dầu lúc này, mà khi nào sắp chiên mình mới cho dầu. Trong trong lúc mà bột á, mình để cho bột nở đó, mình sẽ làm cái thao tác là mình vớt cái nước trong này cả nhà. Đó. Bột nó có cái nước trong ở phía trên thì mình sẽ vớt bỏ ra ha. Cái nước trong á, mình vớt ra bao nhiêu thì mình sẽ cho lại nước lạnh. Khi mà mình thấy bột được á thì mình sẽ cho dầu ăn vô ha. Cho dầu ăn vô. Mình trộn đều lên để mình chuẩn bị đi tráng bột. Mình tráng bằng chảo nha cả nhà. Mình làm bánh ướt bằng chảo. Mình có cái tôm khô lúc nãy mình ngâm nước á, mình xả ra cho ráo rồi mình xay nhuyễn xong rồi, mình cắt hành tím xong luôn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị xào cái này ha. Mình cháy cái tôm này lên. Bây giờ cho tôm vô, nêm một chút xíu đường với một tí xíu bột ngọt vô cái tôm này ha. Đó, mình sẽ chảy lên cho nó khô lên. Muốn màu đẹp thì mình cho chút xíu màu gạch tôm vô, cho chút xíu màu gạch tôm vô nè, cho nó lên màu đẹp ha. Trộn lên. Cái tôm khô này hồi nãy là mình ngâm chắc hơn 100 g đó. Đó, có chút xíu màu gạch tôm vô nó lên màu đẹp ha. Rồi làm nhân xong rồi mình sẽ tráng bánh được rồi. Bánh ướt tôm cháy. Có thể nếm thử có vừa ăn không? Vừa ăn rồi. Ngon. Ai thích tiêu thì có thể bỏ tiêu vô đây nữa, nhưng mà mình không có để nha cả nhà, tại vì hồi Lina nó ăn á, bỏ tiêu vô sẽ nó cay. Quá trời nhân tôm ngon quá. Đó, mình cháy nó khô nè cả nhà thấy không, nó khô lên á. Rồi bây giờ cháy tôm xong lên là chuẩn bị đổ bánh thôi. Đó. Mình tráng chảo chống dính á cả nhà, nó chín rồi ha. Bây giờ mình lật úp lại. Đó. Cuộn lại. Còn một tay luôn, một tay cầm máy nha cả nhà. Đó. Không. Nè, mình mới làm được ba cái rồi nè. Rồi cả nhà coi ha. Nó rất là nhanh chín ở phía trên nè. Nó mịn, nó bóng ha. Một gói bột này mình pha với
1200 ml nước nha cả nhà. Rồi cứ như vậy mà mình đổ ra, nó trong ở trên đó mình vớt bao nhiêu dục thì mình cho lại bao nhiêu nước lạnh lại y chang như vậy đó. Là một gói bột này là bột cái bánh cuốn Vĩnh Thuận nha. Cái liều lượng này mình giữ mình không có thay đổi, tại vì mình làm mình thấy nó ngon á cả nhà. Đây cả nhà ha, nó rất là ngon cho nên là mình không có thay đổi. Mình có thể làm với nhân thịt luôn nữa nha cả nhà nha. Đây cả nhà nhìn nè, đó, nó rất là ngon ha. Đây. Mình thích ăn nhiều tôm thì bỏ nhiều tôm vô đó. Mình cũng bỏ dừa dừa, không bỏ nhiều lắm đó. Còn nóng luôn á, cái này cuốn chưa xong nữa là cái kia sắp chín nữa rồi cả nhà. Nóng nóng nóng. Ina nó mê lắm, chắc này đang đi chơi ở ngoài đó, chứ mà Ina mà vô là thôi, trời ơi Ina mê lắm cả nhà ơi. Đây nè, đây, cho cả nhà coi ha. Chiều nay mình ăn cái này với mình ăn chả giò gì. Xong rồi đó cả nhà, một bịch bột bánh cuốn ha, mình ra cũng được nhiều lắm luôn á. Mình không có đếm bao nhiêu cái nhưng mà rất là nhiều ha. Bánh mềm ngon, đó, bóng. Rồi bây giờ mình sẽ gắt cái hành sấy nè lên nè ha. Cái hành sấy này là mình tự làm á. Cả nhà mình mới làm xong một dĩa ha. Đó mình ăn như vậy thôi, mình cắt nhỏ. Xong rồi mình có dưa leo cắt nhỏ, mình có chút rau thơm. Với hồi nãy á, cái nhân này mình còn dư nè. Đó, bây giờ ai muốn á, thì mình có thể gửi thêm lên ha. Đó. Rồi, đó, gửi thêm lên như vậy. Rồi ở đây mình có nước mắm chua ngọt luôn ha. Đó, mình ăn như vậy. Đó, chiều nay mình ăn đơn giản vậy thôi cả nhà. Đó. Xong á, còn mấy đứa nhỏ thì mình có làm chả giò, mình kho cá để ngày mai đi làm ăn cơm. Buổi chiều nay thì mình ăn dày, nhanh gọn luôn. Cho cả nhà coi ha. Này ai có chả lụa thì muốn ăn thì ăn chung cũng được, nhưng mà thôi mình ăn gì thôi, tôm không thôi. Rồi mình xong rồi, mình chuẩn bị ăn nha cả nhà ơi. Đó, mình chiều nay mình chỉ ăn đơn giản vậy thôi. Elina thì nó không ăn cơm nhà rồi, nó đi qua nhà hàng xóm nhà bạn chơi, nó ăn cơm bên đó luôn rồi cả nhà ơi. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.